Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, động lực của chuyển đổi số, thời gian qua các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đưa kỹ năng số đến với người dân, doanh nghiệp. Qua đó, người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công tiện ích xã hội, thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Theo nghị quyết số 09 NQTU ngày 5 tháng 2 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu từ năm 2022, triển khai thực hiện việc xác thực định danh điện tử công dân qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính các cấp. Đối với doanh nghiệp xác thực định danh điện tử qua cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, phấn đấu đến năm 2024, 100% người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống chính quyền điện tử được xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp, từ tỉnh đến xã và liên thông với trung ương. Để hoàn thành đúng mục tiêu trên, khâu đầu tiên phải truyền thông và đào tạo công dân số là yếu tố cần thiết. Chính vì vậy, các cấp, ngành thời gian qua đã tích cực vào cuộc để tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chuyển đổi số và đưa dịch vụ công trực tuyến, kỹ năng số đến với người dân. Với tinh thần xung kích vào các khâu khó, phần việc khó, các cấp Đoàn Thanh niên Quảng Ninh đã xác định việc hướng dẫn người dân tạo tài khoản và hướng dẫn các bước nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua môi trường mạng là nhiệm vụ của tuổi trẻ. Theo đó, các cấp bộ đoàn đã cử đoàn viên thanh niên đến trung tâm hành chính công các cấp, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp phường, thậm chí đến từng gia đình hướng dẫn lập tài khoản, cách thao tác gửi hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Bên cạnh đó, các trung tâm hành chính công cũng bố trí máy tính và cử cán bộ tuyên truyền hướng dẫn về lợi ích nộp thủ tục hành chính và thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến. Đoàn Thanh niên thị xã Quảng Yên đã xác định việc góp phần đào tạo công dân điện tử là khâu xung kích của tổ chức đoàn thanh niên các cấp. Việc tạo tài khoản và hướng dẫn các bước nộp hồ sơ qua thủ tục hành chính qua môi trường mạng là nhiệm vụ tuổi trẻ địa phương đảm nhiệm. Ông Nguyễn Trường Sinh, phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên làm hộ chiếu để đi thăm con gái ở nước ngoài. Ông Sinh đã được Đoàn Thanh niên phường Yên Giang hướng dẫn cấp hộ chiếu online. Ông không phải đến trung tâm hành chính công tỉnh để làm như trước. Ông Sinh rất phấn khởi. Tôi có nhu cầu coi làm cái hộ chiếu phổ thông để đi thăm con gái nước ngoài. Thì trước đây thì như vậy là tôi phải mất thời gian và bố trí để ra ngoài tận công an tỉnh để làm, thành ra cái việc đi lại khó khăn. Nhưng hiện nay thì coi là tôi là thanh niên và tiến hành coi hướng dẫn làm cái thủ tục với là giấy tờ này thì tôi thấy cảm thấy rất thuận lợi. Phường Yên Giang là đơn vị được thị xã Quảng Yên lựa chọn làm điểm mô hình điểm tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, phường đã cử đoàn thanh niên phường hàng ngày túc trực tại điểm hướng dẫn người dân có nhu cầu lập tài khoản và nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến. Qua đó, góp phần đẩy mạnh tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công, đưa tỷ lệ thực hiện dịch vụ công của phường đứng đầu trên toàn thị xã. Quý 1 năm 2023, phường đã giải quyết và trả kết quả 363 hồ sơ thủ tục hành chính. Tất cả các hồ sơ đều được thực hiện bằng hình thức trực tuyến một phần và toàn phần. Cùng với việc hướng dẫn người dân tại phường, Đoàn Thanh niên phường tranh thủ thời gian ngoài giờ hành chính đến các nhà dân và hộ kinh doanh hướng dẫn nộp thủ tục hành chính và thanh toán thuế điện tử. Qua đó tạo thuận lợi cho người dân cũng như các hộ kinh doanh, thuận lợi trong giao dịch hành chính mà không phải đến cơ quan nhà nước, giảm được thời gian cũng như chi phí đi lại cho người dân và doanh nghiệp. Chúng tôi là một doanh nghiệp được sự hướng dẫn của Đoàn Thanh niên phường Yên Giang. Thì chúng tôi đã tiếp cận được với lại cái trực tuyến. Thì chúng tôi thấy là cái công nghệ số này nó giúp cho chúng tôi thứ nhất là về cái mặt thuận lợi về thời gian. Chúng tôi không phải đi trực tiếp đến các công sở nữa mà có thể thao tác tại nhà và giảm được những nhiều các cái chi phí đi lại. Để hỗ trợ người dân tiếp cận với chuyển đổi số,
Thời gian tới, đoàn thanh niên các xã, phường của thị xã phối hợp với công an xã và tổ công nghệ số cộng đồng triển khai hướng dẫn cài đặt và sử dụng tài khoản dịch vụ công quốc gia, tài khoản dịch vụ công tỉnh, app báo cháy 114, sổ sức khỏe điện tử, tài khoản định danh điện tử VNEID cho người dân. Phần đầu ít nhất mỗi hộ gia đình có tối thiểu một người có tài khoản dịch vụ công trực tuyến. Để hỗ trợ cho người dân tiếp cận với chuyển đổi số trong thời gian tới, thì như tôi vừa nói đấy, đó là sẽ tập trung chỉ đạo các cấp bộ đoàn, đặc biệt là cán bộ đoàn ở thôn khu, sẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà, bám sát người dân. Đối với những hộ nào mà còn thiếu các cái tiêu chí trong chuyển đổi số, ví dụ chưa làm căn cước công dân gắn chip, thì sẽ vận động nhân dân đến các cái địa điểm của công an phường hoặc là công an thị xã để thực hiện và tiến tới mục tiêu là sẽ có được công dân số thông qua được là gì? Đăng ký các cái tài khoản và dịch vụ công trực tuyến. Trong thực hiện đề án 06, mục tiêu là giúp giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính của công dân, tiết kiệm kinh phí cho nhà nước. Để 100% công dân trên địa bàn tỉnh sử dụng duy nhất một loại giấy tờ là thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc tài khoản định danh điện tử để giao dịch, đi lại trong cuộc sống hàng ngày mà không phải mang nhiều loại giấy tờ truyền thống khác. Từ đó giúp cắt giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, tạo sự thuận lợi cho người dân. Thời gian qua, công an các cấp đã xuống tận xã, phường và không quản ngày đêm vất vả để tiến hành thu thập, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân gắn chip và cài đặt hướng dẫn tài khoản định danh điện tử với tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc. Tại thành phố Hạ Long, để hoàn thành các mục tiêu mà đề án 06 cũng như hỗ trợ người dân, thời gian qua, công an thành phố Hạ Long đang quyết liệt triển khai với nhiều cách làm sáng tạo. Cụ Lưu Tú Vượng ở thôn Đồng Cao, xã Thống Nhất, năm nay đã 101 tuổi. Do tuổi cao, di chuyển khó khăn, để bảo đảm cụ được hưởng đầy đủ các chính sách trợ cấp người cao tuổi của nhà nước và của tỉnh, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để cụ khám chữa bệnh, công an thành phố đã tới tận nhà để làm căn cước công dân gắn chip cho cụ. Được sự quan tâm của bên công an thành phố cũng như công an xã đến để chụp chứng minh thư căn cước cho ông chúng tôi. Không biết nói gì, cũng xin được chân thành cảm ơn đến công an thành phố cũng như công an xã. Hiện nay, thẻ căn cước công dân gắn chip đã và đang phát huy hiệu quả, giúp người dân hạn chế phải mang nhiều loại giấy tờ theo người. Ngành ngân hàng cũng đang phối hợp với công an triển khai nộp và rút tiền mặt tại ATM bằng căn cước công dân gắn chip. Vừa qua, công an Quảng Ninh đã phối hợp với chi nhánh BIDV Quảng Ninh triển khai sử dụng căn cước công dân gắn chip để nộp tiền và rút tiền thông qua các điểm giao dịch BIDV eZone và máy giao dịch tự động đa năng CRM. Tôi thấy dùng căn cước công dân gắn chip so với cả ATM bình thường thì rất là thuận tiện, vì là căn cước công dân thì hầu như là mọi người đều mang theo mình, thì nếu mà mình có quên thẻ ATM thì mình cũng có thể dùng được cái căn cước công dân đấy để mình rút tiền, và cái tính bảo mật thì cũng rất là cao vì là sử dụng vân tay. Với việc nộp và rút tiền bằng căn cước công dân gắn chip sẽ giúp người dân không cần phải mang quá nhiều thẻ ATM một lúc, đồng thời giảm thiểu rủi ro giả mạo và tiết kiệm thời gian hơn cho người dân. Việc rút tiền chỉ được thực hiện sau khi xác nhận được khuôn mặt, vân tay, từ đó độ an toàn cũng cao hơn. Trong lĩnh vực y tế, chỉ với một chiếc căn cước công dân có gắn chip và đã tích hợp thông tin về bảo hiểm y tế, người bệnh đã có thể thay thế hoàn toàn cho bảo hiểm y tế giấy tại các cơ sở y tế. Căn cước công dân gắn chip thay cho thẻ bảo hiểm y tế giấy đem lại nhiều tiện ích cho người dân khi tiết kiệm được thời gian làm thủ tục đăng ký khám chữa bệnh, như không phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế giấy, không phải làm thủ tục xin cấp lại trong trường hợp mất hoặc thẻ rách, hỏng, hết hạn. Hiện nay, căn cước công dân gắn chip thay cho thẻ bảo hiểm y tế không chỉ tại tuyến tỉnh mà đã được áp dụng tại các cơ sở y tế tuyến huyện. Trong năm 2022, đã có 206 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế triển khai thủ tục khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip,
đạt 93,2% với 194.455 lượt tra cứu thông tin bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip để khám chữa bệnh. Số lượt tra cứu thành công đạt 125.448, 64,5%. Bên cạnh hỗ trợ người dân làm căn cước công dân, thời gian qua, công an các cấp trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNEID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú qua cổng dịch vụ công trực tuyến tại tất cả các thôn, khu phố. Đây là một buổi công an phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long hướng dẫn cho người dân cài đặt ứng dụng VNEID. Mặc dù đã hơn 21 giờ, nhưng vẫn có rất đông người dân tới để được cán bộ công an phường hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNEID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và tích hợp các giấy tờ tùy thân. Đối với việc đẩy mạnh đề án 06 đối với lại nhất là 25 cái dịch vụ công thiết yếu trên địa bàn phường, thì với lực lượng công an chúng tôi thì được đối với công an cấp phường chúng tôi có 7 cái dịch vụ, đó là về đăng ký quản lý cư trú, thì chúng tôi đã thường xuyên là chúng tôi hướng dẫn người dân và cái tổ công nghệ số cộng đồng là tuyên truyền đến người dân là thứ nhất là để tạo cái tài khoản dịch vụ công trên môi trường mạng. Cái thứ hai là tôi vẫn tiếp tục vận động nhân dân trong cái độ tuổi đến làm căn cước, cứ đủ từ 14 tuổi là chúng tôi sẽ yêu cầu lực lượng cảnh sát khu vực rà soát và động viên vận động nhân dân đi làm căn cước công dân gắn chip điện tử, đồng thời là tích hợp cái ngay cái tài khoản định danh điện tử để phục vụ cái giải quyết thủ tục hành chính sau này của công dân. Thứ ba nữa là chúng tôi cũng thường xuyên là phải chỉ đạo cảnh sát khu vực là phải làm sạch đúng đủ sạch sống dữ liệu. Tài khoản định danh điện tử được xem là ví giấy tờ điện tử được hiển thị thông qua ứng dụng VNEID trên điện thoại thông minh do Bộ Công an phát triển với các tính năng bảo mật tuyệt đối. Thông qua tài khoản định danh điện tử, cá nhân, tổ chức có thể thực hiện các giao dịch tài chính hay các dịch vụ công trên môi trường điện tử mà không phải sử dụng giấy tờ vật lý như hiện nay. Xác định để hình thành xã hội số, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức chính là chìa khóa cho việc đưa dịch vụ công trực tuyến và kỹ năng số đến với người dân. Quảng Ninh đã sáng tạo, đột phá và đi trước một bước trong việc thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng. Sau gần một năm triển khai mô hình, đến nay toàn tỉnh đã có 1.473 tổ công nghệ số cộng đồng tại 177 trên 177 xã, phường, thị trấn, 1.452 trên 1.452 thôn, bản, khu phố, với sự tham gia của 11.255 thành viên, trong đó nòng cốt chính là các cán bộ công chức cơ sở, lực lượng đoàn viên thanh niên có kỹ năng số cơ bản. Thì cũng tranh thủ bất cứ một thời gian nào trong ngày, nếu người dân rảnh rỗi thì chúng tôi sẽ trực tiếp xuống nhà để hướng dẫn cho người dân sử dụng rất nhiều những phần mềm tiện ích, ví dụ như là VNEID này, VNSSID, để người dân có thể sử dụng mà không cần phải sử dụng các loại giấy tờ. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ và tác động đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống, việc Quảng Ninh nỗ lực hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số để hình thành xã hội số trong tương lai, bắt nhịp với chuyển đổi số là xu hướng mang tính thời đại và phù hợp với chủ trương của chính phủ. Vì một nền hành chính chuyên nghiệp hiệu quả lấy người dân làm trung tâm của chuyển đổi số. Mỗi người dân đặt trong bối cảnh tỉnh Quảng Ninh đang phát triển theo hướng hiện đại hóa, đặc biệt là chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh theo nghị quyết số 09 NQTU ngày 5 tháng 2 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Vì vậy, cần thay đổi nhận thức, xây dựng tâm thế và cuộc mạnh mẽ hơn. Làm sao đó, mỗi người phải cập nhật, hiểu biết và từng bước sử dụng thành thạo các ứng dụng, phát huy hiệu quả hơn nữa từ những lợi ích mà dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Quảng Ninh mang lại. Qua đó tạo nền tảng để Quảng Ninh đạt được lộ trình trong chuyển đổi số như mục tiêu đề ra, có những bước phát triển nhanh, bền vững về kinh tế xã hội.